Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Family Boston. Các bạn ơi, hôm nay á mình mới đi chợ Trader Joe về và mình mới mua được ba cây lan này đây. Bây giờ mình quay cho các bạn xem ba cây lan này nó như thế nào nha. Mình rất là vui luôn vì những cây lan này rất là khó tìm ở ngoài chợ các bạn. Nhưng mà khi mình tìm được ở ngoài chợ, mình nhìn thấy nó mình rất là vui luôn và mình đã mua nó. Các bạn xem nè, các bạn có biết cây lan này là cây lan gì không nè? Đây là cây lan Dendrobium. Việt Nam mình gọi là Dendro đó. Rồi người ta còn có tên gọi là lan hoàng thảo mùa xuân, hay còn gọi là lan đùi gà. Và ở Mỹ thì mình gọi là Dendrobium nobili. Cái cây hoa lan này á, mình rất là thích luôn. Lúc trước á, mình có một cây nhưng lúc đó mình không có biết trồng á, rồi mình đã nó làm nó chết rồi, mình rất là buồn luôn. Và hôm nay á, khi mình đi chợ á, mình gặp nó thì mình rất là mừng luôn. Và mình đã mua nó. Ở trong chợ người ta có 4 cây à, mà mình mua hết 3 cây luôn á các bạn. Tại vì hả, cái cây này á, rất là khó tìm khi ở ngoài chợ. Nếu các bạn mua các bạn phải order online. Và khi mình mua online á, là mình phải trả tiền shipping nè. Shipping á, thì một cây là ít nhất cũng phải trả 10 đồng. Và khi mình mua ngoài chợ giá cực kỳ rẻ luôn á. Khi mình mà mua online á, thì ít khi nào mà được cái hoa nó nhiều giống như vậy. Thông thường á, mình chỉ được mua những cây nhỏ, những cây con thôi. Mà giá những cây con á là khoảng 20 đồng rồi. Mà nó đâu có bông đâu các bạn. Nó rất là hiếm khi có bông. Nếu mình mua có bông á, là mình phải trả rất là nhiều tiền. Khoảng là 45 đồng một cây hay sao đó. Rồi phải trả tiền shipping nữa. Nên nó rất là đắt. Khi mà mình mua ngoài chợ này á, là mình mua 15 đồng 99. Là cũng như là khoảng 16 đồng đi. Mà nó cây lớn quá chừng luôn. Cây lớn mà có hoa rất là nhiều luôn. Cái hoa này nó rất là thơm nha các bạn. Nó vừa có mùi thơm nè. Rồi nó nhiều bông quá chừng luôn. Mình nhìn thấy cái bông quá chừng nhiều luôn. Mình mua hai cái cây này á, mình nghĩ là nó giống màu nhau. Nhưng mà mình vẫn mua vì mình sợ nó, nếu nó khác màu thì sao. Thì mình thích quá mình cứ mua thôi. Tại vì cái giá nó cũng rất là rẻ đó, nếu mà so với cái giá trị của nó. Các bạn thấy nè, quá chừng tốt luôn. Mà người ta trồng hay dễ sợ luôn. Cái cây nào nó cũng có bông hết trơn. Các bạn có bức như thế này. Cái cây lan này á thì nó rất là khó trồng chứ không phải là nó dễ trồng. Nếu mà mình trồng không có đúng cách á, thì nó sẽ không có ra hoa đâu. Mà nó sẽ ra cây con thôi. Mà nó lên chùm chùm cây con luôn vậy đó. Lúc trước mình đã trồng rồi nên mình biết. Nhưng mà mình rất là muốn thử những cái cây khó như thế này để xem nó như thế nào. Mình thích thí nghiệm, mình thích thử trồng. Nếu mà mình trồng thành công thì mình rất là vui luôn. Thông thường khi nó bán cây con là nó bán đã 20 đồng rồi. Ở trên website nó bán các bạn, eBay là nó bán 20 đồng cho một cây con. Là nó nhỏ xíu mà còn mình còn phải trả thêm tiền shipping nữa các bạn. Nhưng mà cái chợ này bán rất là rẻ luôn, giá rất là hợp lý luôn. Khi mình mua về thì mình đã có hoa sẵn nữa. Các bạn có thích cây hoa này không nè? Chứ mình rất là thích nó luôn á các bạn. Nhiều khi ở chợ Trader Joe nó chỉ bán cây lan hồ điệp thôi. Nhưng mà lần này thì mình thấy rất là nhiều cây Oncidium là cây vũ nữ với cây Dendrobium. Rồi cây Zygo nữa. Nói chung là nhiều cái loại lan khác nhau. Có thể là bây giờ nó đang là mùa holiday á, nên nó bán nhiều loại hoa đem về cho người ta có, người ta trưng, người ta trang trí nhà khi mà holiday. Cái cây này các bạn nhìn thấy lớn ghê không? Cái cây con nè, nó có một cây con này đây chưa có hoa tại nó chưa có trưởng thành. Còn đa số những cái cây còn lại là cây nào cũng có hoa hết. Cái mùi rất thơm, rất là ngọt luôn, rất là dễ thương. Cây này khá là khỏe nên mình không có thay chậu, vì mình thấy nó trong cái giá thể là trồng dâm nên mình sẽ không có thay. Có thể là mình đợi nó khi mùa xuân á, thì mình sẽ thay chậu khác để coi thử nó phát triển như thế nào. Cái cây này thì nó đang có cây con nhỏ luôn nè các bạn, rồi nó có cái cây con nhỏ xíu xíu nữa, là nó có hai cây con luôn, nó khá là lớn á. Còn cái cây hoa lan này thì nó có cái màu khác so với hai cái cây kia.
nên mình mua nó. Cây này thì nhìn thấy không có tốt bằng hai cái cây kia, nó nhỏ hơn, nó chỉ có một nhánh cây thôi, nhưng mà mình không có sự lựa chọn nên mình đã lấy đại cây này để làm giống thôi, chứ nó có một cây một và nó không có nhiều cây con. Cây này thì có lẽ là cái màu nó sẽ đậm hơn hai cái cây kia, nhưng mình nghĩ cây này chắc cũng đẹp lắm á. Cây này người ta tự nhiên người ta cắt cái chỗ này chi không biết nữa. Thông thường người ta nói khi cắt giống vậy để kích thích cho cái cây khác nó lên rồi nó có cây con cũng có thể. Cái cây này thì nó không có cây con gì hết, nhìn nó không có tốt giống như hai cây kia. Nó cũng trồng trong giá thể là dâm luôn, mình không biết có nên thay nó không. Chắc có thể mình để tới mùa xuân mình thay luôn, tại vì cái cây dendro này nó cũng khó trồng á. So tại vì cái cây này nó sống khí hậu nóng á, nó không phải sống khí hậu lạnh. Hôm nay thì nó chưa có nở hoa hết. Để hôm nào khi mà nó đã nở hoa hết mình sẽ quay một cái video khác cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì nó chưa có nở hoa hết. Nó cũng có một số hoa nó bị thúi á các bạn, nó bị hư rồi. Có thể là do khí hậu hoặc là do di chuyển hay sao mình không biết. Thì cũng có vài hoa nó bị gãy rồi nó bị thúi. Nhưng mà nó rất là nhiều luôn, mình đếm không được luôn á. Chỉ có cái cây này nè, ít thôi thì mình đếm được 25 bông. Cái cây này có một cây một á thì mình còn đếm được. Mà cái cây bên kia quá nhiều búp luôn, mình không thể đếm nổi luôn. Còn cái cây này thì nó ít hơn nè, mình đếm nè, 25 bông. Người ta trồng hay ghê á. Không biết mà khi tới mình trồng không biết được mấy bông đây, chứ người ta trồng là cái chỗ nào cũng có bông hết luôn. Một cái nấc của nó là khoảng 3 bông, 2 bông. Các bạn thích cây nào nè? Nếu mà các bạn thích đó, thì các bạn đi ra Trader Joe các bạn xem thử coi người ta có bán không để các bạn mua nha. Cái giá mình thấy rất là ok á. Cái cây này thì nó khá là lớn luôn á các bạn, nó cao lắm nên nếu mà cái cửa sổ mà thấp á, thì nó bít luôn á. Mình phải có cái chỗ trồng cái cửa sổ cao mình để, tại vì nó khá là lớn. Về lâu dài á, nó còn lớn ra nữa, nó sẽ ra một bụi lớn luôn. Nếu mà mình trồng đúng cách thì nó sẽ càng ngày càng lớn, thành ra nó rất là lớn, nó tốn chỗ nhiều. Nhưng nếu mà mình trồng thành công mà ra hoa nhiều giống người ta trồng thì cũng đáng phải không các bạn? Cây lớn lắm, cây nhìn phải nói giống như cây mía luôn á. Chắc chính vì vậy mà người ta gọi là lan đùi gà á. Cũng có nơi người ta gọi lan hoàng thảo mùa xuân, vì nó hay nở vào mùa xuân. Cái hoa này màu trắng rồi ở trong có cái đếm rất là dễ thương thôi các bạn. Còn đây là cây hoa Cattleya của mình, hôm trước mình mua ở Hawaii. Bây giờ nó đã nở hoa nè các bạn. Các bạn có thích cái màu này không? Mình thấy nó rất là đẹp nhưng mà nó khá là mau tàn đó các bạn. Cây này màu quá đẹp luôn. Còn đây là cây Oncidium mà mình mua chung đợt với cái cây Cattleya mình mua ở Hawaii. Bây giờ nó đã nở rồi nè các bạn. Đây là cái cây mà trong cái video trước mà cái unboxing order mà mua ở Hawaii á. Cái này là cái cây vũ nữ pháo, pháo Tết. Bây giờ nó đã nở hoa nè các bạn. Các bạn có thích cái màu này không? Cái màu này thì nó khá là đậm, nhìn thì nó giống là mùa thu. Cái màu này là màu dành cho mùa thu. Mình thích cái cây này á, thì tại vì nó cứng, nó rất là cứng, cái cánh hoa nó cứng lắm và nó shiny, nó bóng á các bạn, nhìn thấy giống như là ánh ống ánh lên. Cái màu thì nó đậm, đậm đúng chất của mùa thu. Các bạn nhìn có thấy cái giống màu pháo không, mà từ người ta đặt tên là vũ nữ pháo Tết á. Còn mấy cái búp này nó chưa có nở nè. Cái cây này thì người ta để trong giá thể là sơ dừa, mình cũng chưa có mở ra để mình report nó.
Tại lúc này mình bận rộn quá nên mình chưa có report nó, mình chỉ để trong đây thôi. Mình thấy cái giá thể là sơ dừa mình thử trồng xem sao. Tại vì cái chỗ này là nó trồng rất là tốt và mình có thể an tâm là cái rễ nó không có bị thối. Nên mình cứ để vậy, mình không cần report. Mình để đợi khoảng mùa xuân rồi mình report thử xem sao. Các bạn có thích màu này không nè? Cái cánh hoa nó dày ghê á các bạn. Còn đây là cây mini Cattleya. Cái cây này á thì nó nhỏ thôi, cái bông nó chỉ bằng cái cây lan hồ điệp thôi. Nhưng mà nó khá là thơm. Nó thơm đến nỗi là mình hửi nó vô hoặc là mình đứng gần nó mình ách xì luôn á các bạn. Cái mùi nó nồng tới như vậy á thì nó thơm, có mùi chanh. Nó thơm ngào ngạt luôn. Cái hoa này thì nó nhìn màu nó rất là đơn giản, nhưng mà nó nổi tiếng vì cái mùi thơm của nó rất là thơm, thơm rất là nồng, khi mình đứng gần á thì nghe thơm. Cái màu này cũng dễ thương cũng đẹp, cái bông nó nhỏ lắm, cái bông nó nhỏ bằng cái bông hồ điệp thôi. Cái tên của nó là các bạn LC Big Time Number 2. Cái cây hoa lan này á mình rất là thích nó, tại vì nó thơm và cái màu nó cũng dễ thương. Nhưng mà cái điều mà mình không thích ở nó là nó mau tàn quá. Mình không thích những cái loại lan mà nó mau tàn giống như vậy. Vì á, mình trồng rất là cực khổ cả năm luôn mà nó nở hoa có mấy ngày bắt đầu nó tàn, 1 tuần cái nó tàn. Mình không thích như vậy, chính như vậy mà mình thích hồ điệp hơn, tại hồ điệp nó lâu tàn đó các bạn. Còn đây là cây Lava Bush. Cái cây này nó màu đỏ tươi, màu đỏ đậm, cũng là cái hoa mùa thu. Mình rất là thích cái cây này luôn. Cây này cũng là một dạng Oncidium, là lan vũ nữ các bạn, vũ nữ mini. Nó khá là dễ thương nhưng mà nó không có mùi thơm. À, cái cây hoa lan này á, mình mua nó là khi nó còn rất là nhỏ, nó có một miếng một à, nó có một cây một nhánh nhỏ thôi. Năm nay nó đã cho mình một cái nhánh mới và trong cái nhánh mới đó thì nó cho 2 cái vòi hoa. Nhìn nó khá là xinh, rất dễ thương. Nó thì rất là thích trồng phương pháp thủy canh này, trồng bằng đất nung. Các bạn có thích cái màu này không? À, mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì các bạn nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem những video khác của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt các bạn. Bye!